Insing, cơn bão đầu tiên của tháng 11 năm nay trong khu vực, là một cơn bão rất khó lường. Các mô hình cho thấy nó có thể trở nên mạnh hơn nhiều so với dự báo ban đầu. Nó được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc trong khoảng 2 ngày, tiếp theo rồi chuyển sang chủ yếu theo hướng Tây và sẽ vào Biển Đông. Một điều rất đáng chú ý ở bão Insing là cường độ của nó. Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp của Mỹ thông báo đã bắt đầu có các yếu tố hỗ trợ việc bão tăng cấp đột biến, nước biển ấm và độ đất gió thấp. Mô hình cầu MTC của Hải quân Mỹ, vốn được cho là mô hình dự báo chính xác nhất thế giới về cường độ của bão, cho rằng khả năng bão Insing tăng cường độ đột biến trong 12 đến 60 giờ tới là ở mức trung bình. Cơ quan khí tượng Philippines Pagasa nhận định tương tự, rằng bão Insing có thể đạt đến cấp độ bão cuồng phong vào tối mùng 5 tháng 11 hoặc rạng sáng mùng 6 tháng 11, và việc tăng cường độ đột biến là rất có thể xảy ra. Siêu bão Yagi hồi tháng 9 chính là một cơn bão đã tăng cường độ đột biến. Theo ghi nhận của GTVC, bão Yagi có sức gió 100 km/h, cấp 10 vào 1 giờ sáng ngày 4 tháng 9. Đến 1 giờ sáng ngày 5 tháng 9, nó có sức gió 220 km/h, cấp 17, tức là tăng lên 7 cấp trong vòng 24 giờ. Bão Insing được cho là sẽ không tăng cường độ kinh khủng như bão Yagi. Nhưng GTVC nhận định Insing có thể tăng sức gió từ khoảng 93 đến 95 km/h lên thành 150 km/h vào sáng mùng 5 tháng 11. Về đường đi của bão Insing, dự báo cơn bão sẽ di chuyển theo quỹ đạo về phía đông bắc đảo Luzon của Philippines tới mùng 6 tháng 11. Chính vì vậy, ngày mùng 6 tháng 11 sẽ là thời điểm quan trọng với cơn bão Insing, vì đó là lúc cơn bão có thể chuyển hướng. Các dự báo hiện tại nhận thấy bão Insing có khả năng suy yếu và gây ảnh hưởng quanh quần đảo Ryukyu, chuỗi đảo ở phía Tây Thái Bình Dương, sát mép phía đông của biển Hoa Đông. Hiện nay ở nước ta, không khí lạnh ở phía Bắc đang về sẽ kéo dài đến khoảng ngày mùng 8, mùng 9 tháng 11 mới bắt đầu suy yếu. Khi bão vào khu vực Đông Bắc Biển Đông là lúc không khí lạnh yếu nên bão có khả năng đi về phía Bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam rồi hướng về đảo Hải Nam của Trung Quốc. Sau đó, do tiếp tục có không khí lạnh ảnh hưởng nên bão sẽ suy yếu. Vừa qua, các nhà dự báo bão của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC cho biết có 80% khả năng một vùng áp thấp rộng lớn sẽ hình thành trên biển Caribe ở phía Tây Nam trong 7 ngày tới. Một hệ thống xa hơn về phía Đông, gần Puerto Rico, đang di chuyển về phía Đông và có thể gây ra dông bão trên quần đảo Greater Antilles trước khi bị hấp thụ vào một hệ thống khác. Trong khi đó, bão cận nhiệt đới Patty đã hình thành ở phía Tây Azores, vùng tự trị của Bồ Đào Nha ở giữa Đại Tây Dương vào sáng ngày 2 tháng 11. Đây là cơn bão thứ 16 trong thời điểm xảy ra bão ở Đại Tây Dương năm 2024. NHC cảnh báo, mặc dù thời điểm xảy ra bão ở Đại Tây Dương đã bước vào tháng cuối cùng, nhưng những điều tồi tệ nhất vẫn có thể đang ở phía trước. Những cơn bão có tên tiếp theo sẽ là Rafael và Sara. Tin bão mới nhất của CNN lưu ý, thời điểm xảy ra bão ở Đại Tây Dương thường kết thúc vào tháng 11, nhưng những cơn bão trong năm nay đã chứng minh những thông lệ trước đó có thể không xảy ra. Thời điểm xảy ra bão năm nay có số lượng bão được đặt tên bão cuồng phong và siêu bão cao hơn mức trung bình. Tuy nhiên, vào thời điểm thường bận rộn nhất năm, thời điểm xảy ra bão lại tĩnh lặng bất thường. Do đó, không loại trừ khả năng tháng 11 năm nay xu hướng trái ngược thông lệ. Tại Việt Nam, cơ quan khí tượng dự báo trong thời kỳ tháng 11, hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Theo số liệu trung bình nhiều năm, trong thời kỳ kể trên, trên Biển Đông có 1,5 cơn bão áp thấp nhiệt đới, đổ bộ vào Việt Nam 0,9 cơn. Như vậy, tháng 11 năm nay, khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và tác động đến đất liền khoảng 1 cơn. Trước đó, trong tháng 10 năm 2024, trên Biển Đông đã xuất hiện 2 cơn bão, gồm bão số 5 Krathen và bão số 6 Trà My. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Sáng ngày 4 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi chuyển rét. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực Hà Nội ngày và đêm mùng 4 tháng 11 có mưa, mưa rào, chiều chuyển lạnh với nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 23 độ, đêm trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ.
Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa lớn trên diện rộng và dông. Ở phía đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đợt mưa lớn ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bắt đầu gây ngập lụt đô thị. Nhiều vùng trũng thấp nước ngập sau bão Trà My vẫn chưa rút hết, nguy cơ lũ chồng lũ. Đến sáng 4 tháng 11, nhiều vùng thấp trũng các huyện, thị xã của Thừa Thiên Huế như Hương Thủy, Phú Vang, Quảng Điền vẫn còn bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão Trà My vừa qua gây ra. Từ sau khi bão Trà My đổ bộ đến nay, người dân thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nước lũ vẫn ngập sâu, người dân chèo thuyền trên đường làng. Tỉnh lộ 1 đoạn qua xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy ngập sâu từ ngày 27 tháng 10 đến nay, lực lượng chức năng vẫn phải dựng rào chắn để cảnh báo các phương tiện không được lưu thông, tránh nguy hiểm. Tỉnh lộ 3 từ thị xã Hương Thủy đi huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế, tình trạng ngập lụt kéo dài từ nhiều ngày nay và trở nên trầm trọng khi xuất hiện đợt mưa mới. Hiện mưa giảm nhưng theo cảnh báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, địa phương này sẽ còn tiếp tục có mưa vừa, mưa to và kéo dài nhiều ngày nên có nguy cơ gây lũ lớn ở vùng thấp trũng và ngập lụt đô thị. Hiện nay nhiều hồ chứa và thủy điện ở Thừa Thiên Huế nhận lệnh điều tiết nước về hạ du nhằm giảm mực nước trong hồ về mức an toàn, sẵn sàng đón lũ do đợt mưa lớn dự báo sẽ kéo dài từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 11 gây nên. Dự báo trong 3 giờ tới, các huyện thị xã của tỉnh Quảng Trị gồm Đông Hà, Quảng Trị, Vĩnh Linh, Do Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 100mm. Mưa cường độ lớn tập trung trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập úng cục bộ ở vùng thấp trũng, khu vực thoát nước kém ở khu đô thị. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng ngày 3 tháng 11 đến đêm 4 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa từ 80 đến 200mm, có nơi trên 350mm. Nguy cơ rất cao xảy ra mưa tần suất lớn trên 150mm trong 6 giờ. Ngày và đêm 4 tháng 11, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An cũng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa từ 30 đến 70mm, có nơi trên 120mm. Sang ngày và đêm 5 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70 đến 150mm, có nơi trên 300mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày và có khả năng mở rộng xuống đến Bình Định. Do ảnh hưởng của mưa lớn nên dự báo từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Hà Tĩnh, các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Hạ lưu sông La, Hà Tĩnh và các sông ở Bình Định lên mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, đô thị, thành phố và các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định, đặc biệt lưu ý các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, đề phòng lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Nghệ An đến Bình Định. Riêng tại Thừa Thiên Huế, thông tin Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ lũ lớn, ngập lụt trong những ngày tới. Theo đó, dự báo từ chiều tối ngày 3 đến 9 tháng 11, trên địa bàn tỉnh có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 500 đến 850mm, có nơi trên 1.000mm. Đây là đợt mưa rất phức tạp, kéo dài nhiều ngày, mưa tập trung mạnh nhất từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11.